Xin chào tất cả mọi người. Vâng, vừa rồi mọi người đã nghe thấy tiếng sóng vỗ dập dìu vào bờ và những hình ảnh về quán cà phê mà đã được giới trẻ, đặc biệt là các khách du lịch rất yêu thích khi đến với Quy Nhơn. Có nhiều bạn trẻ đã nhận xét rằng đến đây mà có cảm giác như ở Bali vậy. Không biết có nói quá không, tuy nhiên thì trong video này thì mình lại quay bằng điện thoại và chất lượng không cao. Chính vì vậy mà có thể hình ảnh không lột tả hết được những vẻ đẹp cũng như sự lung linh huyền ảo và sự lãng mạn của một quán cà phê ngoài bãi biển. Tuy nhiên, mong rằng những hình ảnh mà mình thu nhặt được trong quá trình du lịch tại Quy Nhơn sẽ giúp mọi người có cái nhìn phần nào tổng quan nhất về quán cà phê mà được rất nhiều người check in khi đến Quy Nhơn này nhé. Quy Nhơn đang là địa điểm du lịch mới nổi được du khách trong và ngoài nước yêu thích, với phong cảnh thiên nhiên nguyên sơ hùng vĩ lại thơ mộng trữ tình. Các bạn trẻ đến với Quy Nhơn không phải chỉ để check-in ở Eo Gió, Kỳ Co hay Hòn Khô, mà còn muốn được check-in ở quán cà phê ngay bên bờ biển đẹp như trong những thước phim của trời Tây vậy. Và quán cà phê này thì không biết từ lúc nào đã không chỉ là một quán cà phê mà đã trở thành một điểm đến cực hot đối với những ai đặt chân đến thành phố biển này. Và chúng ta sẽ cùng khám phá xem có điều gì thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với địa điểm này nhé. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy biển hiệu của quán cà phê giữa lối cùng với bảng khẩu hiệu. Cà phê và những người bạn tạo nên sự kết hợp hoàn hảo. Khoảng thời gian đông khách nhất của quán là vào buổi tối khi màn đêm buông xuống. Những ánh nến dường như lung linh hơn bao giờ hết, pha trộn cùng với những gam màu trắng xanh tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn và nên thơ. Khác với những quán cà phê bãi biển khác ở Việt Nam thì quán này mang đến cho chúng ta một không gian khá nhẹ nhàng vì nằm ngay trên ven biển của đường Xuân Diệu thuộc thành phố Quy Nhơn, là một địa điểm mới đối với giới trẻ ở Quy Nhơn và khách du lịch. Tuy vậy thì nơi đây đã nhanh chóng chiếm được cảm tình nhờ không gian quán tuy đơn giản nhưng hòa hợp với bờ biển đầy tinh tế và lãng mạn. Đặt chân đến quán cà phê thì chắc chắn chúng ta sẽ bị thu hút ngay bởi không gian thoáng mát hòa hợp với thiên nhiên cùng các vật trang trí vô cùng bắt mắt. Đặt chân đến quán cà phê, du khách không khỏi ngỡ ngàng vì những thiết kế vô cùng độc đáo và xinh xắn, giúp ta liên tưởng đến các quán ăn ở Bali. Và với những hàng ghế trắng tinh cùng dải đèn sáng rực rỡ, quán chỉ vỏn vẹn một quầy bar ngay lối vào, phần lớn nhường lại khoảng không cho những chỗ ngồi ngoài trời với bộ bàn ghế đơn giản cùng với những chi tiết nhỏ, chai lọ, nền, hoa cùng được chăm chút một cách kỹ lưỡng. Ngồi thưởng thức những món đồ uống tại quán, du khách có thể tận hưởng không gian ngoài trời thoáng đãng với những làn gió biển mát rượi và tiếng sóng vỗ rì rào. Ghé thăm quán vào buổi tối thì mọi người sẽ bất ngờ bởi khung cảnh cực kỳ lãng mạn với những mảng màu nhẹ nhàng lung linh dưới bầu trời đêm. Vì không có bốn bức tường bao quanh nên lại là một cách trang trí với khung cảnh biển đẹp, lãng mạn, nên thơ và dải cát trắng vô cùng ấn tượng. Không gian thì thoáng đãng cùng những bộ bàn ghế được sơn những gam màu lung linh nhẹ nhàng, hòa quyện giữa không gian biển Quy Nhơn rất hợp lý và tinh tế. Thêm nữa là để đáp ứng nhu cầu check-in chụp ảnh của các bạn trẻ du khách đến tham quan thì chủ quán còn rất tâm lý khi sáng tạo những chiếc xích đu bằng gỗ được trang trí nhẹ nhàng, hay những mái hiên nhỏ đầy hoa để ai đó mà đến đây cũng có thể tha hồ mang về những tấm ảnh đẹp để khoe với bạn bè người thân. Cũng chính vì điều này mà quán cà phê này mới nhận được sự quan tâm và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những du khách đến đây và cả những ai trông thấy hình ảnh chụp tại quán cà phê này trên các trang mạng xã hội hoặc các phương tiện truyền thông. Đến quán cà phê thì vào bất cứ thời điểm nào trong ngày thì sẽ đều được chào đón bằng khung cảnh thiên nhiên biển Quy Nhơn thu vào tầm mắt và có thể đón bình minh tại đây hay nghe sự bình yên của thành phố vào sáng sớm, hít hà không khí trong lành và tiếng chim ca ríu rít bên tai. Tuy nhiên thì đến với Quy Nhơn, mọi người đừng bỏ qua thời điểm chiều muộn cùng bạn bè người thân, ngồi bên bờ biển nhâm nhi những món đồ uống ngon lành và quan sát mọi người vui chơi đùa nghịch bên bờ biển để thấy sự nhộn nhịp của thành phố du lịch Quy Nhơn. Còn nếu sau một ngày mệt nhoài khám phá những điểm đến hấp dẫn, những khung cảnh thiên nhiên đẹp đến nao lòng của Quy Nhơn thì dành thời gian thư giãn bên bờ biển,
nghe tiếng sóng vỗ này, những bản nhạc du dương cùng bạn bè trò chuyện về một ngày du lịch tại vùng đất Bình Định đầy nắng và gió này, tâm sự cùng nhau về những câu chuyện bình dị ngày ngày trong một không gian lãng mạn bao la cùng rất nhiều điều tuyệt vời với khung cảnh nơi đây. Tuy là quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố, thế nhưng đồ uống ở đây thì không quá đắt đỏ mà vẫn ngang bằng với những quán cà phê khác trong thành phố, lại rất ngon và được trang trí đẹp mắt. Đây là một điểm cộng lớn dành cho quán cà phê và cũng là điểm chiếm được cảm tình rất lớn của du khách đến đây. Quán cà phê này sinh ra với mong muốn là nơi gắn kết bạn bè, gia đình ngồi cạnh nhau hay kể cả trong một chuyến du lịch đầy những điều hấp dẫn cần để khám phá. Có lẽ vì những lý do trên mà mặc dù ở đây khai trương chưa lâu mà đã được đứng trong danh sách những địa điểm đáng đến nhất khiến du khách nhất định phải ghé thăm khi đến du lịch Quy Nhơn đấy. Nếu có dịp đến Quy Nhơn thì mọi người cũng nên ghé qua đây uống cà phê rồi nhâm nhi ngắm cảnh biển và chụp cho mình những bức ảnh đẹp tại khung cảnh đêm lãng mạn này nhé. Còn đến đây thì mình xin tạm dừng video, xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và đón xem những video tiếp theo trên kênh của mình nhé. Ủng hộ kênh để mình có động lực làm những video khác tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.